Chị chị gì? Cho em hỏi thăm cái. Em muốn hỏi gì? Ở đây á có người con gái nào tên Nghi mà khoảng 20-21 tuổi không chị? Không có em. Dạ. Chị hả? Chị có ai mới vừa dọn tới ở không? Ở đây á, người đến người đi thiếu gì tôi không biết. Dạ cảm ơn chị. Hôm nay thuyền về mình xuống lựa ít cá đem về phơi khô em. Mà chị ơi, chút nữa chị về á, chị chỉ cho em cách phơi cá nha. Mà em ăn chay mà phơi cá làm gì? Thì em muốn kiếm một ít tiền để trang bị cho lớp học của em. Sao em kêu phụ huynh ta đóng góp cho em? Cái em của em á toàn là học sinh nghèo không à, không có tiền đâu mà đóng. Ha. Đi chị. Vừa mệt vừa đói bụng nữa. Mà xung quanh đây không có hàng quán hết. Không lẽ mình bỏ xác người này trời? Hay mình kiếm chùa nào xin đỡ cơm chay vậy? Kia quá. Nam Mô Di Đà Phật, cầu xin Đức Phật cho con tìm được mẹ trước khi con vĩnh viễn ra đi. Cầu xin phù hộ cho những người bạn của con. Con biết là họ đang đi tìm con, nhưng con không dám gặp họ. Thưa Phật, hãy giúp cho họ quên con đi. Cảm ơn Phật. Đúng ra chúng ta không nên gặp nhau nữa thì tốt hơn. Em đừng nói như vậy. Em biết rõ tình trạng hôn nhân của anh mà. Tôi đã triệu tập 3 lần rồi. Sau lần hòa giải này anh sẽ chính thức ly dị. Em không chờ anh được sao? Sao em im lặng vậy? Em không tin anh hả? Hay là ở dưới quê em gặp chuyện gì hả? Bao giờ anh ly hôn xong thì chúng ta sẽ tính. Từ nay chúng ta chỉ là bạn thôi. Wow, anh hai. Anh hai về có khác nha. Nhà sạch bóng luôn. Ê, anh đang lau nhà đó. Cởi giày đâu? Quên.
Trời đất ơi, đi đâu á? Ngồi xuống đó. Gì nữa? Anh có chuyện muốn nói với em. Ngồi xuống. Ừ. Cả tuần nay gây đã biết bao nhiêu chuyện rồi, mà bây giờ anh thấy em thẳng nhiên như không. Em coi lại bản thân mình đi. Em biết làm sai rồi, nhưng cũng tại mọi người bức bách em quá, cho nên... Cho nên sao? Em vừa phải thôi chứ, đâu phải là em không biết chuyện hướng hôn gia đình bên đó. Nếu như em không thích á, cứ nói với ba và nội. Mắc mới gì phải bỏ trốn, mọi người đôn đáo lên tìm em vậy? Em nói hoài mà có ai chịu nghe em đâu. Mà nghĩ lại cũng kỳ cục nữa, tự nhiên hai bên gia đình hứa hôn với nhau rồi cứ đổ lên đầu em. Mà anh á là anh hai, lẽ ra cái trách nhiệm mà lấy cái bà chằng đó là của anh chứ không phải là của em đâu. Ừ, em... Tự nhiên bắt em làm hình dân thế mạng à, kỳ cục. Giờ phải thôi, chuyện của mình tự lo đi. Thay đồ xong lau nhà cho tôi. Ơ, kì vậy? Tươi lên chú rể, con dâu chú rể tươi lên nha. Đúng rồi, cái nữa nha. Rồi được rồi, con dâu chú rể đứng phía trước nè. Dạ. Đẹp nha. Rồi được rồi, rồi con dâu chú rể đi thay đồ đi. Dạ. Bộ kế tiếp. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Dạ. Cậu ngồi đi. Cậu đã học ở đây đã hơn 3 tháng rồi. Những gì cần dạy tôi đã truyền hết cho cậu. Cậu có thể tự mở tiệm chụp hình riêng cho mình rồi đó. Kinh nghiệm sẽ giúp cho cậu ngày càng giỏi hơn. Ý của chú là không cho con học ở đây nữa à? Cậu hiểu nhầm câu đó của tôi rồi. Tôi không muốn cậu bị thiệt thòi. Làm cho tôi, cậu không được trả lương. Nhưng mà bây giờ con cũng đâu có tiền bạc gì đâu mà ra mở tiệm riêng. Thà là theo chú ở đây, học hỏi rồi tích lũy kinh nghiệm, vậy còn tốt hơn nữa. Cậu nói cậu không có điều kiện. Vậy mà lần đầu tiên gặp cậu, tôi tưởng cậu là một cậu ấm, con nhà giàu có đó chứ. Nói thật với chú á, đúng là gia đình của con cũng khá giả lắm. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn á, con thích sống độc lập với gia đình, không thích nương tựa vào ai hết á. Ở điểm này hai ta rất giống nhau. Ngày trước tôi cũng giống như cậu, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Vì vậy hơn ai hết tôi hiểu được sự khó khăn của cậu trong lúc này.
Tôi muốn đề nghị với cậu một điều. Dạ, chú cứ nói đi. Tôi sẽ cho cậu thuê máy móc. Mối mang ở đây đã có sẵn. Cậu sẽ tự lập một ekip chụp hình, rồi trang trải mặt kiếm sống. Cậu thấy được không? Chú nói thật không? Cậu nghĩ tôi dễ đùa lắm sao? Nhưng tôi nói trước, cậu sẽ phải trả cho tôi 30% số tiền kiếm được, được không? Tất nhiên là con đồng ý rồi. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Ừ, được. Thôi, cậu tiếp tục làm việc đi. Dạ. Thư. Hả? Sao ngồi một mình vậy? Tốt nghiệp rồi ha, không muốn công. Mấy năm mình học điên khùng. Bây giờ quan trọng là phải có việc làm. Sao Thư ham đi làm quá vậy? Ít nhất á là Thư phải về thăm ba với nội chứ. Dĩ nhiên rồi. Bây giờ á Thư chỉ muốn bay về liền, để được gặp ba với nội, khoe là mình đã tốt nghiệp rồi. Rồi bây giờ đứng xích vô nha. Rồi anh để ta tự nhiên anh. Rồi chụp hình, chụp hình nha. 2, 3. Anh coi đi. Đây là xoài cát. Dạ. Xoài tượng. Dạ. Trái cây được trưng bày bán trong siêu thị nhìn cũng bắt mắt quá hả? Đây là thanh long của Ninh Thuận. À. Phải chi mà bưởi năm roi được một cái gian hàng trưng bày như vậy thì hãy biết mấy. Nếu anh muốn gửi bưởi vô đây bán á thì cứ chở ra đây cho tôi. Tôi biết anh bọc xuất khẩu chứ đâu có muốn bán bưởi trong siêu thị này hả? Nhiệt độ lạnh của siêu thị rất thích hợp cho việc bảo quản trái cây. Nhưng mà trong tình hình hiện tại, nếu chưa tìm ra được chất bảo quản thì chưa nói đến chuyện xuất khẩu được. Như vậy á thì việc bán bưởi trong siêu thị cũng là một giải pháp tốt đúng không? Dạ. Thôi mời anh qua đây. Dạ. Không phải là chúng ta chưa sản xuất được chất bảo quản, mà chỉ là chất bảo quản chưa đạt chuẩn quốc tế. Dạ thưa thầy, thật sự là mình không đạt chuẩn, hay là người ta o ép mình? Nói đúng ra là chúng ta chưa đạt chuẩn. Nhưng lo gì, thế hệ của các em sẽ làm được điều đó. Dạ. Anh Minh, anh đi đâu đây? Anh tìm Trang, không biết hôm nay Trang có làm không? Ủa, anh không biết gì sao? Trang nghỉ làm rồi mà. Trang nghỉ làm luôn hả? Hôm qua mọi người vừa làm tiệc tiễn cô ấy. Anh có sao không? À không, anh không sao. Anh đi nghe. Trang nghĩ làm luôn. Tại sao cô ấy không cho mình biết? Sao lâu quá không thấy cháu ghé nhà chơi? À, dạ, tại dạ con dưới quê có chuyện, cho nên con phải chạy về quê. Ừ. Ủa, mà Trang làm chỗ mới rồi hả bác? Không, nó đi du lịch. Ủa, vậy Trang đi đâu bác? Nó nói nó đi đâu mà tự nhiên bác quên bẩn đi à? À, nó đi Singapore. Trang đi một mình hay là đi với ai vậy bác? Bác cô không biết nữa, chỉ biết là nó đi với bạn nó thôi. À, đi với cái ông nào mà có xe hơi á. À, dạ thôi, con xin phép bác con về. Để khi nào tiện con sẽ ghé qua chơi. Bác nghỉ ngơi nha. Thưa bác con đi.
Phong. Dạ. Đánh mạnh lên. Trời ơi, nó ăn sáng mạnh lắm rồi đó cậu ơi. Đánh vô cái má trái kìa. Rồi nhìn dạ. Anh nha. Rồi. Ba mua lễ ở đâu vậy? Trong siêu thị đó con. Hàng gì con thấy tươi ghê luôn á. Ừ. Ba thấy gian hàng trái cây được bảo quản ở nhiệt độ lạnh như vậy á thì rất là tốt. Trái cây sẽ tươi lâu hơn. Dạ đúng rồi ba. Nhưng mà giá thành cũng cao lắm á. Ừ. Dĩ nhiên rồi. Muốn tươi thì phải giá thành cao. Ba cũng đã liên hệ với người quản lý để bữa năm rồi của mình được bán trong siêu thị đó. Con thấy làm sao? Vậy cũng tốt đó ba. Con thấy được mà. Nhưng mà ba cũng phải kiếm thêm đầu ra cho quả bưởi đi. Ừ. À con có. Học xong rồi con có dự định gì không? Có xin làm việc ở đâu không? Hay là con muốn về quê? Dạ. Thiệt tình á thì con cũng muốn về quê với ba với nội. Nhưng mà con lại sợ chuyên ngành con học lại khó xin việc ở dưới đó. Ba thì không có sao. Chỉ sợ nội con buồn thôi. Mà thôi ba, chuyện đó từ từ mình tính đi ha. Con cũng chưa có xin được việc mà. Ừ. Ba, ba ăn lê đi. Ừ. Ủa, ai vậy ta? Để con ra mở cửa. À. Ủa, anh Đăng. Em. Anh vào chơi. Bài mở trỏng. Ba. À. Dạ cô chào bác ạ. Chào con. Dạ. Con ngồi chơi đi. Dạ. Ba, đây là anh Đăng, phó giám đốc công ty Hoàng Vũ chỗ con thực tập đó ba. À. Dạ. Chắc bữa giờ nó thực tập bên chỗ con, nó làm phiền con dữ lắm phải không? Dạ đâu có đâu bác. Thư làm tốt lắm. Cho nên hôm nay con đến đây để thông báo với Thư là kể từ ngày mai Thư chính thức được vào thử việc ở công ty con đó. Ủa, anh nói thiệt không? Ngày mai em đi làm rồi hả? Ba. Em nói còn khờ lắm. Có gì con giúp đỡ nó thêm nha. Ba này. Bác yên tâm đi. Thư có năng lực mà. Với lại ở trong công ty con sẽ giúp đỡ Thư hết mình. Vậy là bác yên tâm rồi. Ngày mai bác đi công việc xong rồi bác về quê luôn. Dạ. Dạ cảm ơn bác. Đi. Dạ. Anh, ba em á tính đưa bữa vô siêu thị đó. Ủa, bác mang bưởi vô siêu thị sao bác không nghĩ là bác xuất khẩu bưởi luôn? Ừ, có chứ. Nhưng mà điều kiện thì chưa được. Tiêu chuẩn gáp á, áp đặt lên trái bưởi cao quá. Mà nhà vườn á, chưa có hào hứng. Tại vì người ta chưa có điều kiện. Anh nghĩ cái gì lúc đầu cũng khó hết. Giả sử khởi đầu nan mà. Nhưng mà nếu mình quyết tâm á bác, thì con nghĩ chắc chắn là thành công. Hào à. Dạ. Con thấy trong người khỏe chưa mà đi đâu vậy? Con thấy đỡ rồi. Dù gì thì hôm nay con cũng phải ra vườn bưởi đi coi công nhân họ làm việc làm sao. Ôi, không khỏe thì nghỉ đi. Có mua bán được gì đâu mà ra ngoài đó làm gì. Không hiểu sao tình hình càng ngày càng tệ hại. Mấy chủ vườn bưởi quanh đây á đều bán đất chuyển đi nơi khác làm ăn hết rồi. Số còn lại thì lay quay, không biết làm sao cho bưởi nó tốt hơn lên. Vậy hợp tác xã thì sao? Thì cũng vậy thôi. Tình hình chung mà má. Nghe đâu Hai Thạch lên thành phố đi kiếm mối làm ăn gì đó rồi. Cũng không biết tại sao mà tự nhiên cái buôn bán nó khó khăn như vậy. Rồi thằng Minh có điện thoại cho con không? Nó điện cho con tối hôm qua. Nó nói với con là phải mời kỹ sư về cải tạo vườn bưởi này nè. Mà nói thì dễ, chứ tìm đâu có dễ mà. Nó có nói tới thằng Du không? Má còn nhắc tới cái thằng đó làm cái gì? Con coi như là nó xúc nuôi từ nhỏ rồi. Dầu sao á thì nó cũng là con của Bay. Bỏ sao đặng Bay. Con không có thằng con gì nó. Luôn cả thằng Bòn nữa. Để rồi coi tụi nó sống làm sao.
Thiếu cái nút ruồi ở đây nè. Hồi nãy đứng xa quá không thấy nút ruồi. Phải dám thêm cho nó chân thật. Đừng. Tôi cần tìm một người đã mất tích. Anh có thể cho tôi biết họ tên của người cần tìm hay không? Nguyễn Thị Phương hay Trần Thị Phương gì đó. Thế còn ngày tháng năm sinh? Chắc khoảng 40 tuổi đến 45 tuổi. Vậy anh có hình gì của bà ấy hay không? À có. Nhìn hình á thì trong bà ấy khoảng 20 thôi mà. À, tại hình này chụp đã lâu rồi. Ở đây á, chúng tôi chỉ nhận tìm người vừa bị mất tích thôi. Còn bà ấy thì mất tích đã lâu. Nên tôi e rằng hình bà ấy khác xa quá ở hiện tại. Theo tôi thì anh nên tìm đến những nơi truy tìm người mất tích đã lâu. Như thế khả năng tìm người sẽ cao hơn. Cảm ơn chị. Cậu hai cậu ba, ngày mai em xin nghỉ ngày nhà có ông chuyện nha. Bận việc á thì cứ đi đi. Dạ. Ê Bon. Hả? Làm gì mà tháng nào cũng xin nghỉ mấy ngày vậy hả? Tao nghi lắm. Đi thăm bạn gái đúng không? Trời ơi, ai đâu mà thèm thương tôi. Ai mà biết được, cái thời đại này á, mấy thằng lù khù giống như mày á, hay dắt cái lu chạy lắm. Tôi á, thì may ra có cháu bà xóa thương tôi thôi à. Cháu bà xóa là ai vậy? Nó bay tùm ba. Ý nó nói là chó bà sáu á. Nhưng mà biết thân biết phận vậy là được rồi. Con gái bây giờ khôn lắm. Mày chưa có sự nghiệp ha, đừng hòng mà nó nhìn tới mày. Trong ý nghĩ của tụi nó lúc nào cũng là tiền 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 và đại gia thôi. Hiểu chưa? Thôi đi. Rồi các con dắt theo cô nha. Buổi trưa cô chạy theo mẹ ra bờ suối. À, chú Bồng lấy kìa. Chú Bồng lấy kìa. Chú Bồng mua nhiều đồ quá. Chúc tụi con học xong đi rồi ăn nha. Dạ. Sao anh Bồng mua cho Nghe nhiều đồ quá vậy? Anh Bồng làm Nghe ngại quá. Có gì đâu, toàn là mấy thứ linh tinh để Nghe dùng hàng ngày, không có thứ gì xa xỉ đâu. Nhưng mà anh Bồng làm gì có tiền mà mua cho Nghe hoài. Nghe yên tâm đi, bây giờ Bồng theo cậu ba đi làm cũng dư chút tiền. Vô đi làm rồi hả? Không ngờ anh vô hay ghê á. Lúc trước á Nghe tưởng là anh chỉ ham chơi thôi, vậy mà bây giờ cũng biết làm ăn rồi. Nghe, hay Nghe về ở với tụi này đi. Tụi này sẽ lo lắng chăm sóc cho Nghe. Nghe biết anh Bồng rất quan tâm Nghe, nhưng mà cuộc sống ở đây rất bình yên. Nghe thấy mình có ích,
còn ở thành phố giữa cuộc sống náo nhiệt, Nghi cảm thấy mình giống như là người sắp chết vậy. Còn chuyện mà anh bọn tìm mẹ Nghi tới đâu rồi? Bọn có hỏi người ta, nhưng mà bọn thấy người ta chỉ tìm người mới mất tích thôi. Còn trường hợp này thì quá lâu rồi, với lại tấm hình này còn không nhận ra nữa. Vậy mình không còn cách nào khác nữa. Cũng có, nhưng mà bọn thấy không khả thi lắm. Cách nào anh nói đi. Bọn nghĩ mình phải là các trung tâm chuyên tìm người mất tích. Họ có danh sách của các bệnh viện, các bệnh nhân. Rồi họ sẽ đăng lên TV trong mục mà tìm người thân. Bọn nghĩ như vậy sẽ khả thi hơn. Nghi cảm ơn anh bọn nhiều nha. Ngày mai á, Nghi sẽ đi hỏi thăm một số tổ chức đó. Nghi hy vọng sẽ tìm được mẹ sớm. Nghi nhớ mẹ lắm. Ủa, sao hôm nay lại đến đây? Tưởng hết thời gian thực tập rồi chứ. Tôi tới đây nhận việc. Sao tôi không nghe nói gì hết vậy? Xin phép tôi lên phòng. Alo, chị Tuyền hả? Em Mai reception ở phòng tiếp tân nè. Chị ơi, con nhỏ đó được nhận vô đây làm việc rồi đó chị. Dạ. Em tới rồi hả? Vô đi em. Anh tặng em như ngày làm việc đầu tiên. Cảm ơn anh. Bây giờ anh đưa em đi gặp Linh để bàn công việc, cho em quen việc luôn. Không biết sao em hồi hộp quá. Bữa trước em có hỏi tôi về chất bảo quản trái cây. Dạ. Tôi vừa được một người bạn ở nước ngoài gửi cho một tài liệu hay lắm. Em xuống phòng thí nghiệm với tôi. Dạ. Nha. Ha, ông chủ. Tôi nghe hình như là Hai Thạch đã ký được hợp đồng, bỏ được bưởi cho siêu thị rồi đó. Hèn gì mấy bữa nay thấy bên đó rụng rịch thu hoạch bưởi. Hay là mình lên thành phố một chuyến đi ông chủ. Cứ để coi đã. Người ta nói là ăn dỗ thì đi trước, lội nước thì theo sau. Hai Thạch đang lội nước đi trước, cứ để ông ta qua sông đi, rồi mình theo cũng còn kịp mà. Dạ, ông chủ nói cũng đúng. Nào giờ á, mổ lái á, toàn là tới đây để mua bưởi, không tốn một đồng nào hết á. Rồi bây giờ phải mang ra siêu thị bán, hao tốn tiền xe nè. Con nhắm có lời không? Thì con cũng đang tính toán đây. Mình chủ yếu dựa vào ghe thuyền là chính, vì từ đường lộ vô rừng bưởi á thì rất là xa. Hay con tính vậy nha ba. Mình chở từ ghe ra tới đường lộ, sau đó mình vận chuyển bằng xe tải lên thành phố. Lo chuyện bao đồng không à. Bưởi của hợp tác xã chứ phải của mình đâu. Hơi sức là mà lo. Ba lại vậy nữa rồi. Con là chủ nhiệm hợp tác xã thì đương nhiên phải lo cho việc hợp tác xã chứ sao ba. Mà trong đó cũng có lợi ích của nhà mình nữa. Sao ba nói là chuyện bao đồng được? Nhưng mà có chuyện á, chỉ có một mình con là chịu trách nhiệm thôi.
Ba nói vậy có đúng không? Nhưng nếu con không làm như vậy thì ai làm đấy? Bà thấy đó, một số chủ vườn bưởi bây giờ đã bán hết ruộng đất đi rồi. Nếu tình hình này mà không có gì sáng sủa thì tương lai của huyện Bình Minh này sẽ không còn một ai trồng bưởi cho ba coi. Anh xem giùm em bản báo cáo. Trái cây miệt vườn chưa thể xuất khẩu và cạnh tranh nổi với các nước trong khu vực. Trái cây của họ đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, chất bảo quản bao bì cũng đạt tiêu chuẩn luôn. Chưa chứ không phải là không thể. Chúng ta cần nghiên cứu kỹ vấn đề này. Bởi vì tôi nghĩ trong tương lai, trái cây sẽ là mặt hàng xuất khẩu được ưa thích. Nếu chúng ta để công ty khác nhảy vô thì công ty chúng ta sẽ mất cơ hội chiếm lĩnh thị trường đó. Nhưng mà việc này giao cho ai? Chứ em không có thời gian để làm. Chúng ta cứ giao cho Thư đi. Bởi vì Thư là người miền Tây, tôi tin là Thư sẽ có lợi thế trong việc tìm hiểu dự án này. Tùy anh. Dù sao anh cũng hiểu rõ năng lực của Thư hơn em. Em cảm ơn anh chị đã tin tưởng. Em sẽ cố gắng. Thôi mà, đừng có nói khách sáo như vậy. Thôi, bây giờ cứ vậy đi. Em cứ nghiên cứu dự án này. Nếu như mà có thắc mắc gì á thì nhờ chị Linh giúp đỡ ha. Dạ em biết rồi. Du, anh tính sáng sớm mai về quê để coi ba má làm sao. Em có đi không? Ngày mai em lỡ nhận show chụp đám cưới rồi, không đi được đâu. Với lại mọi người ở nhà đâu ai thích em về đâu. Em đừng có nghĩ như vậy, bà nội lúc nào cũng hỏi tới em kìa. Vậy anh về, anh gửi lời thăm sức khỏe tới mọi người giùm em ha. Cậu hả? Ngày mai cậu về quê hả? Có gì không? Dạ, tiền chợ của tuần này á cậu chưa có. Anh quên, nhắc khéo rồi ha. Cậu về quê á, cậu nhớ mua bánh dừa đem lên nha cậu, lâu quá không ăn cũng thèm. Trời ơi, cái bánh dừa đó ở đây cũng có bán vậy, cần gì phải về dưới mua, mày rắc rối quá. Nhưng mà ở dưới quê mình á, nó ngon hơn trên này chứ bộ. Thôi đi, anh mua cho, vậy thôi hai đứa cũng cãi nhau được, hai cái đứa này. Cậu hai á đúng là number one. Ê còn tao sao? Cậu hả? Cậu là number 10. Em number 10. Mày 10 mày. Coi chừng tao á. Thằng suốt ngày vậy á. Cho anh cậu nhá luôn tao luôn hả? Mày muốn nhá luôn tao luôn nha. Bọn tao giết mày bọn á. Hai đứa mày lỡ lại đó. Trời ơi, lúc nào cũng như chó với mèo vậy á. Ừ. Ủa anh Đăng, anh đi đâu đây? Anh đi Vĩnh Long với em. Dạ thôi được rồi, em đi được mà. Để em đi một mình anh không yên tâm đâu. Lên xe đi. Không được đâu anh. Em tự đi được. Sao vậy? Ông nội của em á khó tính lắm. Trời, anh tưởng chuyện gì thì em cứ nói là anh là đồng nghiệp hay là bạn của em là được rồi. Thôi mà đừng có quan trọng quá vấn đề như vậy. Lần này anh với em về quê là vì công việc. Anh và em cùng nghiên cứu dự án xuất khẩu nông sản. Hoàn toàn không có chuyện tình cảm ở đây đâu. Yên tâm chưa? Thôi được rồi. Anh á, đúng là chuyên gia về marketing luôn á. Nói gì cũng thuyết phục người ta hết á. Lên xe đi. Nhưng mà anh phải hứa với em một chuyện á. Là về nhà đừng có nói gì về chuyện tình cảm của chúng ta. Ông nội mà biết á, là không có đỡ được đâu đó. Được rồi, anh hứa. Khi nào em chưa cho phép, có chết anh cũng không nói, được chưa? Lên xe. Dạ. Con Thư nó về mà sao giờ này chưa thấy về cả. Không biết nó có kẹt xe kẹt phà gì hay không nữa. Ủa sao mình không gọi điện thoại mời bà Năm qua chơi, rồi sẵn dịp đó mình mở một bữa tiệc lên đình ăn mừng luôn. Về hả? Được rồi, tôi qua liền. Tôi biết rồi. Bye bye ha. Bà nội hả? Con bắt quả tang nha. Nội nói chuyện với ai mà cười mũm mỉm vậy? Gì? Nói chuyện ai đâu? Nói nghe nè. Dạ. Nội muốn nhờ con chuyện này nha. Dạ. Chở đậu qua ông Sáu liền đi. Có chuyện gì không nội? Có sao không có, qua chơi thôi hả? Mà có. Thằng Hai Thạch á, nó lên thành phố cái nó ký được mấy cái hợp đồng bán bưởi ở siêu thị á. Bây giờ mình qua bển mình hỏi nó cái mình bắt chước mình làm theo. Dạ con hiểu rồi. Chở nội đi liền ha.
gì gấp vậy nội? Ừ, thì mình qua bển còn dư thời gian, mình nói chuyện này chuyện kia. Ừ, phải không đó? Con nhìn nội con nghi lắm nha. Nghi gì? Ý con muốn nói gì? Ý em nói nội có ý đồ gì hả? Vậy là nội có ý đồ thiệt hả? Cái thằng này không có à, để nội vô thay đồ nội đi ha. Thay đồ lâu lắm á. Bận áo đi liền. Cậu hai mà qua nhà ông Sáu thì sẽ gặp vợ tương lai, chắc cô Thư sẽ hạnh phúc. Nếu như con không phải là con của cha mà là con của một người giàu có thì chắc con không khổ như vậy. Anh Đăng, phó giám đốc của công ty con đó. Dạ cô chào ông. Còn đây là ông nội em đó. Mời cậu ngồi. Dạ. Để tôi rót nước mời cậu uống. Dạ dạ, ông đừng làm vậy con ngại lắm ông ơi. Ngại gì, ngồi đi. Dạ. Ông nội em vẫn chơi đó. Không dám giỡn đâu.